thanh tôm dăm gà hả, thanh tôm dăm thái gà, sản thịt gà hay gì đó, với lại bún, xanh luộc bún. Thơm dăm. Nấu đột xuất, nấu thơm dăm mà ăn bún mà cuối cùng lại không đủ. Mấy keo này nhiều lắm mà hết mẹ không hay. Thành ra là còn có nhiêu đâu có đủ nấu ra mùi, cho nên là trong này có chanh xả rồi. Ủa cái gì? Lá chanh thôi. Bây giờ phải dắt chanh vô. Mắm. Thơm dăm thì có cái thơm dăm base với cái creamy milk này nè. Nêm nếm nước chanh vô. Xong. Thơm quá. Bún thơm dăm. Thơm nồng nực cả nhà. Miếng gà nữa. Dễ. Cái gì nè? Nó xong rồi đó hả? Xong rồi bỏ rồi đó. Ừ, cũng vừa ăn quá. Gà tôm hả? Không có. Trời mới có bữa nay 19 tháng 8 hả? 18 tháng 8 mà trời ơi ấm ấm. Sáng thì cũng còn 5-7 độ, cũng còn lạnh, nhưng mà buổi trưa ấm, bây giờ ngoài đường là bông mai nở rồi. Bắt đầu có phấn hoa, mũi bắt đầu ngứa, mắt bắt đầu ngứa, chảy mũi rồi đi. Mẹ nói bông mai có luôn á, để con ra con quay một cây mai ơi. Báo hiệu xuân đã về. 4 giờ chiều. Hoa 10 giờ còn nở. Yeah. Mai nhà đã nở rồi. Nó nở khoảng chừng tới tháng 10 là nó tàn. Mùa xuân thì 9, 10, 11 nhưng mà nở khoảng chừng tháng thôi à. Dễ thương quá à, nụ quá chừng. Cái này phải lặt lá mẹ cho nó bông nó nở. Để đồ ăn kia coi. Trời ơi nó cũng nở. Sơ kia thấy cưng quá, đi thôi. Thích quá. Dễ thương quá. Ngày bữa nó mọc vàng rực luôn á. Bông hoa đồ ngoài đường cũng thấy nhà người ta cũng nở nhiều rồi. Thì bắt đầu chanh với quýt là bắt đầu hết á. Nó chỉ mùa đông thôi. Mùa hè thì nó đó bắt đầu nở rồi. Đẹp không? Ở trong thì mai này thì mai vàng này đào hồng. Thật bông hoa. Thật thương quá. Nó thấy chưa lì á. Rồi. Go there, eat your dinner. Mùa đông thì ăn vậy là ngon. Mùa đông ăn đồ nước, lẩu.